Ngày 308 của chiến sự, sau hàng loạt thất bại và tan thương, những người lính của Putin đang chạy trốn khỏi các trận chiến quan trọng, Bakhmut và Kremina, tiếp tục là hai mặt trận khốc liệt nhất trong những ngày cuối năm. Sau nhiều lần úp úp mở mở về quyết định tham chiến tại Ukraine, quân đội Belarus lần đầu tiên chuyển sang tình trạng thời chiến, tuy nhiên, sức lực có hạn không đủ khả năng làm lung lay cuộc chiến. Tin vui liên tiếp đổ về chính quyền Zelensky. Theo đó, kiến nghị trục xuất Nga khỏi Liên Hợp Quốc nhận được 2 phần 3 số phiếu cần thiết. Tại Peru, một nhóm pháp sư dự báo chiến tranh Nga-Ukraine sắp kết thúc với phần thắng nghiêng hoàn toàn về phía Ukraine. Putin nhận đòn thua đầu đớn. Chuyển sang một diễn biến khác, Đông Nam Á tăng cường mua tàu ngầm, củng cố năng lực quân sự trong khu vực và thế giới. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Molefan xin chào tái ngộ quý vị khán thính giả thân thương của The Second Post. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và bình an. Vừa rồi là những điểm tin chính có trong bản tin tổng hợp hôm nay. Ngay sau đây mời quý vị đến với phần tin chi tiết. Thưa quý vị, quân đội Ukraine cho biết trong tuần này rằng quân đội của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang bỏ chạy khỏi vị trí của họ trong các trận chiến quan trọng. Do tổn thất nhân sự đáng kể, khu vực Luhansk đã chứng kiến sự gia tăng các trường hợp binh sĩ Nga rời khỏi vị trí chiến đấu của họ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một bản cập nhật hoạt động. Và để duy trì kiểm soát tình hình, giới lãnh đạo quân đội Nga đã tăng số lượng các cuộc tuần tra để bắt giữ và trao trả những người đào ngũ cho các đơn vị. Bản cập nhật đưa ra khi các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục các biện pháp phản công trong nỗ lực chiếm lại các khu vực hiện do Nga kiểm soát, bao gồm cả khu vực Luhansk. Serhiy Heydey, thống đốc khu vực Luhansk cho biết trong tuần này rằng nếu người Nga mất thành phố Kremina nằm ở khu vực Luhansk thì toàn bộ tuyến phòng thủ của họ sẽ sụp đổ quân đội xâm lược của Nga đã xây dựng được một tuyến phòng thủ rất mạnh trong một tháng, thậm chí nhiều hơn một chút. Họ đang mang đến đó một lượng dự trữ và thiết bị khổng lồ. Họ liên tục đổi mới lực lượng của mình, ông Hayde cho biết. Tên New York Times gần đây cũng đưa tin quân đội Nga đã tăng cường các công trình phòng thủ gần thành phố Kremlin khi quân đội Ukraine tiếp tục phản công. Đầu tháng này, kênh truyền thông Mozem Obiasnik của Nga đã đăng một bài cho biết các quảng cáo tìm kiếm công nhân đào hào đang xuất hiện ở các khu vực Zaporizhia, luhansk và Belgorod, tổng thống ukraine volodymyr zelensky thừa nhận vào tối thứ hai rằng tình hình ở tiền tuyến ở bakhmut kremina và các khu vực khác ở phía đông donbass là khó khăn đau đớn khi các lực lượng nga sử dụng nguồn lực có sẵn để đạt được ít nhất một số tiến bộ kremina nằm trên con đường bắc nam quan trọng từ svadov nơi quân đội nga đã sử dụng để tiếp tế và càng trở nên quan trọng hơn đối với họ sau khi quân đội ukraine chiếm được kubansk một trung tâm tiếp tế ở phía tây bắc của Kremina và Svadov. Mất Kremina sẽ hạn chế khả năng tiếp tế cho quân đội của Nga ở thành phố trọng điểm Severodonetsk. Ông Hayday cho biết, con đường vẫn nằm dưới sự kiểm soát của hỏa lực của Ukraine. Điều đó có nghĩa là không có cách nào an toàn và chắc chắn để quân xâm lược Nga mang thiết bị hoặc đạn dược tới Kremina bằng con đường này. Các lực lượng Ukraine dường như sắp chiếm lại Crimea vài tuần trước, nhưng các quan chức Ukraine cho biết việc tiếp cận thành phố rất khó khăn do có quá nhiều mình bẫy. Mỗi mét đều khó khăn bởi vì mọi thứ ở đó đều được gai mình và họ liên tục nã pháo với cỡ nòng lớn, ông Hayde nói, đồng thời cho biết tình hình ở Crimea hoàn toàn khác với Bắc Mút. Quân đội Nga đang cố gắng nã pháo mạnh hơn, họ đã chiếm hết các khu rừng, họ đã gai mìn hết mọi thứ và không ai biết bản đồ các bãi mìn, do đó rất khó tiến lên. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington, cơ quan theo sát cuộc xung đột, cho biết thông tin từ các blogger quân sự Nga cho thấy các lực lượng Nga đang rút quân từ nhiều điểm khác nhau trên khắp chiến trường để lấp đầy lỗ hổng trên các tuyến svado Kremina và bù đắp cho tiếp tục xuống cấp của các đơn vị thông thường. Trong một diễn biến leo thang, thưa quý vị, mới đây, quân đội Belarus, nước nằm sát Ukraine ở phía Bắc, và là đồng minh của Nga đã bắt đầu chuyển sang tình trạng thời chiến trong một phần kế hoạch kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu đột xuất của nước này. Điều này đã được báo cáo bởi cơ quan truyền thông Bộ Quốc phòng nước này. Thông cáo có đoạn: Theo kế hoạch kiểm tra đột xuất mức độ sẵn sàng chiến đấu và tổng động viên, Văn phòng Chỉ huy Quân sự Minsk đang tiến hành một loạt các biện pháp để chuyển từ thời bình sang thời chiến. Một số chuyên gia cho rằng mục đích chính của sự kiện này là kiểm tra kiến thức của các quân nhân cũng như đánh giá hoạt động của họ để chuyển đơn vị sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu tối đa. Belarus là đồng minh chính của Nga trong cuộc xâm lược quân sự vào Ukraine. Chính quyền của nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ nước này cho các cuộc tấn công trên bộ và tấn công bằng hỏa tiễn vào Ukraine. Bất chấp áp lực từ phía Moscow, nhà lãnh đạo Lukashenko đang tránh để quân đội Belarus tham chiến trực tiếp tại Ukraine. Tuy nhiên, Belarus cung cấp cho Nga cơ sở huấn luyện cho các binh sĩ được huy động Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine tin rằng khả năng Belarus tham chiến trực tiếp là rất nhỏ. Tuy nhiên, theo phía Ukraine, quân đội Belarus đang khai triển các cuộc tập trận liên tục nhằm hạn chế và phân tán sự chú ý của lực lượng dự bị của Ukraine để họ không thể ra mặt trận chống lại Nga. Nhiều bất ngờ sẽ chờ đợi Nga và Belarus nếu họ đến Kiev. Theo chỉ huy của nhóm lực lượng và phương tiện bảo vệ thủ đô trung tướng Alexander Pavlov, nếu người Nga cùng với người Belarus muốn lặp lại cuộc tấn công vào Kiev, thì rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi họ. Nhận xét thông tin về mối đe dọa của một cuộc tấn công mới vào thủ đô từ lãnh thổ Belarus, tướng Pháp lúc nói rằng người Nga hiện không có tiềm năng có thể được sử dụng để chống lại Ukraine và đạt được thành công trong đó. Có sự mong muốn của Nga là đưa Belarus vào cuộc chiến này. Điều đó là có, buộc họ đi theo con đường mà không có đường rút lui. Trong khi đó, theo quan sát của chúng tôi, người Belarus không muốn chiến đấu. Ông nhấn mạnh rằng tiềm năng tấn công của Belarus có thể lên tới 20.000 người, đây là lực lượng dành cho chiến tranh, khoảng 10.000 người Nga nữa có thể được bổ sung với họ, theo tướng Pavlov, rõ ràng là không đủ cho một cuộc tấn công thành công. Và nếu họ đi đến thì họ sẽ ở lại đó. Chúng tôi đã tập hợp một nhóm khá mạnh ở hướng đó để không chỉ có thể ngăn chặn mà còn có thể tiêu diệt. Sẽ có rất nhiều bất ngờ nếu họ quyết định tấn công, tướng Pavlov khẳng định. Và ở một diễn biến liên quan thưa quý vị, Kiến nghị trục xuất Nga khỏi Liên hợp quốc đã đạt được 200.000 phiếu bầu trong số 300.000 phiếu bầu cần thiết để xem xét. Điều này được RBC Ukraine thông báo dựa theo nguồn tin trên nền tảng toàn cầu dành cho các chiến dịch xã hội change.org. Được biết, bản kiến nghị này có thể trở thành một trong những bản kiến nghị được ký nhiều nhất trên nền tảng này nếu nó thu thập được thêm 100.000 phiếu bầu. Phong trào đưa Liên bang Nga ra khỏi Liên hợp quốc lưu ý rằng Liên bang Nga bất hợp pháp chiếm ghế của mình cả trong Liên hợp quốc và trong số các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Theo điều lệ hiện tại của Liên hợp quốc, Nga không phải là thành viên của Hội đồng Bảo an cũng như không phải là thành viên của Liên hợp quốc bởi vì nước này chưa trải qua thủ tục gia nhập Liên hợp quốc. Theo điều 4 của hiến chương Liên hợp quốc hiện tại, hiến chương nói rằng Liên Xô vẫn tồn tại và Nga hoàn toàn không được nhắc đến. Các tác giả của đơn thỉnh cầu tuyên bố theo họ, việc tước bỏ quyền phủ quý của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ khôi phục lại hòa bình và trật tự trong cộng đồng quốc tế. Và xin được chuyển sang một diễn biến khác thưa quý vị. Nhóm pháp sư tại thủ đô Lima của Peru dự đoán hòa bình đang đến gần và chiến sự Nga-Ukraine sẽ kết thúc trong năm 2023. Trên đỉnh đồi, các pháp sư Peru ngày 28 tháng 12 mặc trang phục truyền thống của người Andes, thực hiện nghi thức chào đón năm mới trong lễ thanh tẩy với hoa, nhang, rắn cùng ảnh của tổng thống Nga và Ukraine. Tất cả sẽ dịu xuống, hòa bình và yên tĩnh sẽ tới. Đó là những gì chúng tôi nhìn thấy. Pháp sư Cleof Sodano nói và dự đoán hiệp định hòa bình sẽ được ký vào tháng 8 năm 2023. Buổi lễ được tổ chức trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine diễn ra hơn 10 tháng. Báo cáo được Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền công bố ngày 28 tháng 12 cho biết gần 7.000 dân thường thiệt mạng và 11.000 người bị thương trong cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tích cực thúc đẩy kế hoạch hòa bình 10 điểm được công bố lần đầu hồi tháng 11. Tuy nhiên, Điện Kremlin tuyên bố không thể có kế hoạch hòa bình nào nếu không tính tới tình hình thực tế hiện nay với việc bốn tỉnh được sáp nhập vào Nga, đồng thời cảnh báo kế hoạch không tính tới thực tế này không thể mang lại hòa bình cũng trong buổi lễ ngày 28 tháng 12, các pháp sư Peru dự đoán rằng tình hình sức khỏe của vua bóng đá Pele sẽ tiếp tục xấu đi. Họ cũng cảnh báo về thảm họa thiên nhiên trong năm 2023. Năm tới sẽ có một trận động đất, nhưng không phải tại thủ đô của Peru mà là một nơi khác, khả năng cao ở phía Bắc châu Mỹ và có thể là Mỹ sẽ có rất nhiều thảm kịch chủ yếu do khí hậu. Theo tờ sao China Morning Post các quốc gia Đông Nam Á ngày càng xem việc phát triển tàu ngầm là cần thiết cho an ninh trong bối cảnh tình hình địa chính trị thay đổi. Và trong khu vực, bên cạnh những nước như Indonesia, Malaysia, Singapore đang sở hữu tàu ngầm thì Thái Lan và Philippines cũng đang trong quá trình mua tàu ngầm thưa quý vị. Không những vậy, đầu tháng này, Singapore đã bắt đầu giai đoạn tiếp theo trong việc phát triển tàu ngầm với việc hạ thủy các tàu ngầm mới lớp Invisible được sản xuất tại Đức. Tại buổi lễ, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, lực lượng hải quân của Singapore có sứ mệnh quan trọng là bảo đảm sự sống còn của đất nước và duy trì các tuyến thông thương biển SLOC. Việc mua tàu ngầm luôn là mối quan tâm đặc biệt với Indonesia sau vụ chìm tàu Krinangala, 402 người ngoài khơi bờ biển Bali vào tháng 4 năm 2021. Hồi tháng 2, Indonesia đã ký một thỏa thuận với Pháp để hợp tác đóng hai tàu ngầm lớp Scorpion. Lớp tàu này được cho là rất giỏi thoát khỏi sự theo dõi, cực kỳ nhanh và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ như tác chiến chống tàu mặt nước và tấn công tầm xa. Thái Lan năm 2017 cũng đã ký thỏa thuận với Trung Quốc để mua 3 tàu ngầm Thai 309A. Tuy nhiên, nhà phát triển tàu ngầm Trung Quốc không thể có được động cơ diesel từ Đức do lệnh cấm vận vũ khí của Liên minh châu Âu đối với Bắc Kinh. Vì vậy, xuất hiện thông tin Hải quân Thái Lan đang thảo luận với Trung Quốc về việc thay động cơ, nhưng cũng có ý kiến nói rằng hợp đồng này có thể bị hủy bỏ. Hải quân Philippines từ năm ngoái cũng đã bắt đầu tìm kiếm chiếc tàu ngầm đầu tiên của mình, nhưng quá trình này đã bị đại dịch Covid-19 cản trở. Dù vậy, Pháp được cho là đã đề nghị bán hai tàu ngầm hiệu suất cao cho Manila để đổi lấy quyền khám phá vùng biển của Philippines. Ông Aristio Damawan, giảng viên luật quốc tế tại Đại học Indonesia, cho rằng việc các nước Đông Nam Á cố gắng mua tàu ngầm là hợp lý và cần thiết vì khu vực này có các tuyến đường hàng hải chiến lược với lưu lượng giao thông đông đúc. Tuy nhiên, chuyên gia Ian Story tại Viện IC Yusof Isaac, Singapore, lưu ý rằng tàu ngầm là một trong những hệ thống hải quân phức tạp và tốn kém nhất để vận hành. Vì vậy, nếu không thể sử dụng tàu ngầm hiệu quả, chúng sẽ trở thành biểu tượng của quyền lực hơn là các tàu chiến đúng nghĩa. Bản tin của chúng tôi đến đây cũng sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục dành tình cảm yêu mến cho kênh mới bằng cách nhấn vào nút like, share cũng như đăng ký kênh. Một lần nữa chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.